Hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chiều ngày 6 tháng 11, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã đến bàn giao nhà tình thương cho bà Lê Thị Minh Xuân, trú tại xã Tâm Thành, huyện Phú Ninh. Buổi bàn giao nhà tình thương có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Đại đức Thích Viên Trừng, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Phú Ninh, Ni trưởng Thích Nữ Giải Thiện, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng phân ban Ni giới Quảng Nam, Ni trưởng Thích Nữ Chúng Liên, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Văn phòng Giáo hội tỉnh, đại diện chính quyền địa phương và người dân tham dự. Tại lễ bàn giao nhà, Hòa thượng Thích Thiện Thành có lời chúc mừng và động viên bà Lê Thị Minh Xuân cố gắng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Bà Lê Thị Minh Xuân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Căn nhà được xây dựng trên đất của bà Xuân, hoàn thành sau 6 tháng khởi công. Ban trị sự Phật giáo tỉnh và chính quyền hỗ trợ 165 triệu đồng. Được biết, kinh phí hỗ trợ lần này là do Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh và phân ban Ni giới Quảng Nam vận động. Dịp này, Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa để động viên các hộ gia đình khó khăn tại địa phương.